mấy đứa con từ trên trời rơi xuống nó đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Thì điều gì sẽ xảy ra, chăm lo các con đến tuổi già, rồi ngày phải lo xa, ôi thôi nghĩ suy sao mệt quá. Sẽ mai bên chàng dù rằng đôi khi cha hay trách con trai bóng là, để rồi khi ta chung một nhà hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới bên ta hạnh phúc cũng chính là quà, nào mình cũng sẽ chia tình cười hà. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ chờ, may mắn sẽ đến bên con dù là mình đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Ờ à, chú. Cái căn hộ mới của công ty mình đẹp quá hả? Trời ơi, con thấy nó giống như cái tên luôn á, giấc mơ hoàn mỹ. Đó là công trình trọng điểm của công ty mình. Đi kiến trúc sư lại không? Ai? Bạn của sếp Tài đó. Trời ơi, vậy hả? Ừ. Thấy sếp Tài vậy chứ bạn của sếp Tài toàn mấy người giỏi không á nha. Vậy hả? Ừ. Hèn chi đẹp quá ha. Không có học bên Mỹ về, giỏi. Vậy hả? Con ước gì giờ con có tiền, con sẽ mua một căn hộ giấc mơ hoàn mỹ. Ở với bồ hả? Ở với bồ gì? Con mua cho ba. Thôi đừng có xạo. Thí dụ mình mua cho ba mình ước, mình phải nhìn lên trời. Còn bồ là mình ước, mình nhìn ra ngoài, mình đang kiếm coi đối tượng mình là ai. Cái gì mà chú qua mua cho ba tiền mà. Mấy người xạo, mấy người ơi, tôi biết mấy người có cái thú là cùng người yêu đứng ngoài ban công. Thôi chú bậy bạ quá. Bậy bạ gì? Con nói thiệt mà, con muốn mua cho ba một căn hộ thiệt. Tại vì con muốn là ba sẽ được tận hưởng một cái khoảng thời gian thật là hạnh phúc tiếp theo. Chú biết không, con á, một ngày của con hạnh phúc nhất là con được thấy ba con cười, ba con vui. Còn ngày nào á, mà con không thấy ba con là ngày đó con sẽ buồn nhất. Rồi lỡ một ngày nào đó con không thấy chú thì sao? Kệ chú chứ. Tự nhiên. Chỉ là một câu hỏi để thử lòng nhau thôi. Làm đau lòng nhau để làm gì vậy? Thôi nói vậy thôi chứ chú nghĩ là con sẽ mua được. Bởi sao con biết không? Sao vậy? Bởi vì con hiếu thảo với cha mẹ thì chắc chắn ông trời sẽ thương con. Biết đâu ngày mai con mua với số con trúng, hoặc là ngày mai con ký được một cái hợp đồng giá trị kinh khủng, con được chia lợi nhuận, nhận lấy tiền đó con mua một căn hộ cho chú Đức ở sống hạnh phúc. Mà nhớ nghe chưa, mua là phải mua cho ba nghe chưa, không mua cho bồ mình nghe chưa. Con biết cách mua được nhà rồi. Trời, mới ngồi đây có cách liền hả? Ở đâu? Cho con mượn tiền đi. Tôi tàu lao quá đi. Tôi nuôi hai đứa con từ trên trời rơi xuống, không là tôi cũng mệt lắm rồi. Tiền đâu dư mà cho mượn. Nếu mà có tiền dư chắc tôi cũng mua một căn đó quá. Chú cũng thích hả? Thích xong thích, căn đẹp quá. Giá nó cao lắm đó nha, không hề rẻ đâu nha. Tiêu chuẩn 5 sao nha. Căn 50 mét vuông mà đã 5 tỷ rưỡi rồi đó. Khủng khiếp. Chú ơi. Hả? Con nói nghe nè. Chú già rồi đó. Cái tàu lao vậy tự nhiên đang nói chuyện quay qua kêu tôi già là sao? Chưa, chú nghe con nói hết nè. Ý con nói chú già là bây giờ chú cần nên có một người vợ đi. Ừ. Con thấy giờ nha, chú có một người vợ ha, mỗi ngày người ta sẽ quan tâm, chăm sóc cho chú, nấu cơm cho chú ăn, giặt đồ, ủi đồ cho chú, rồi gọi đầu, sấy tóc, nhổ tóc bạc cho chú. Đó, sướng không? Ước cái gì mà nghe đau quá vậy? Làm gì có tóc mà gọi đầu, sấy tóc? Thì con nói ví dụ vậy thôi. Ví dụ gì trong cái khi ước mơ mà đã là hành hạ tôi rồi. Vợ giờ kiếm đâu ra ta? Vi làm vợ tôi nha. Cảm động quá phải không? Tự nhiên mới làm vợ. Chú đi gỡ muốn chết nên mới làm vợ. Thôi tém 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 cái mồ này đi. Thấy ghê quá trời. Ta giỡn á. Kêu chú cháu quen mà giờ kêu vợ chồng mất cười. Không bao giờ dám nghĩ tới ngày đó luôn á. Mình giỡn có khi nào người ta tưởng thiệt không ta? Trời ơi, ghê quá. Gì vậy? Trời chú. Hả? Sao nửa đêm nửa hôm mà có bà đi thấy ghê quá vậy?
Tại vì mình đang vui, mình thấy người ta buồn hiện vậy. Thử mốt con mà buồn cho con lết không á. Thế chị, bỏ bỏ cái sao cái mặt bà đó mờ ám quá vậy? Một là bà bị tâm thần, còn hai chắc bà đi tự tử đó. Hả, tự tử? Trời đất ơi, nhiều chuyện dễ sợ không? Ví dụ người ta tự tử đi cứu, người ta đi không? Hai bà ngồi bàn luận như đó xong bỏ chạy về. Tự tử? Cái gì vậy? Vy! 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 Đừng qua đây. Hai người mà qua đây là tôi nhảy thiệt đó. Em gái, em gái ơi, bình tĩnh nghe chị nói nè. Sao vậy chú? Để chú xuống. Không được đâu. Sao vậy? Con là con gái, con sẽ dễ hơn. Để con xuống đi nha, chứ chú không biết bơi á. Chú nè, em gái, con làm gì vậy? Chị đừng qua đây. Chị mà bước nữa là tôi nhảy thiệt đó. Khoan, 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 con ơi, con bình tĩnh, con ơi, bình tĩnh. Hãy nghe những lời chân tình nè. Em gái, nghe chị nói nè, chị cũng muốn chết nữa. Hả? Cái gì? Con nói đi. Tại sao chị muốn chết? Chị muốn chết chung với em. Lúc mình cũng ngã. Đúng rồi, nó muốn chết lắm. Vậy thì qua đây với em đi. Từ từ nha con, cẩn thận nha. Ê, đứng dậy Vy. Chị tính lừa tôi đúng không? Đâu có gì? Mấy người tính câu giờ đúng không? Không, thiệt mà, đâu có chạy đá banh đâu câu giờ làm chi. Nó muốn chết thiệt mà, nó muốn chết nè, nó muốn chết. Chị muốn chết thiệt. Chị muốn chết nhiều lần rồi, nhưng mà chưa thành. Em bình tĩnh nghe chị nói nè. Bình tĩnh đi. Có hôm trời mưa, chị ra đường dầm mưa để mong trời đánh chị, nhưng mà trời không đánh. Tại vì có thằng nhóc nó bưng tô cơm đứng kế bên, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn đó con. Chú im đi. Có lần chị uống thuốc sâu tự tử, như uống thằng nhầm thuốc bổ. Lấy thuốc bổ của ba nó uống hơn, ba nó không uống thuốc trị sâu á. Chú đánh đi. Hôm đó chị thắt dây tự tử mà không chết. Tại vì nó thắt thòng lọng, nó không thắt, nó thắt hình trái tim á. Con chết thì chú vừa lâu. Chú nói đi, chú phải nói chung không giờ chứ. Em gái, em bình tĩnh lại nghe chị nói nè. Bình tĩnh đi. Em có phải là đứa con từ trên trời rơi xuống không? Em còn có ba mẹ, còn có chú Cún Mila nữa. Vậy là em hơn chị rồi. Nó không có chó. Chị có ba có mẹ, nhưng mẹ chỉ có gia đình khác. Mẹ chỉ bỏ chị. Chị không nhận được tình thương yêu từ mẹ, không chia sẻ được từ ba. Nghe chị nói nè, em đừng đi nữa. Bình tĩnh. Em còn ba còn mẹ mà, tại sao em lại muốn chết? Em thì thi rớt đại học, em không còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ nữa. Trời ơi, rớt đại học nó có gì đâu. Chú rớt mấy lần rồi, thi bằng lái xe mà chú còn rớt mà. Mày nói cho người ta hiểu chứ con. Em suy nghĩ lại đi, em còn ba mẹ mà, em chết như vậy. Hai người kia, dừng lại. Cái gì vậy? Mấy người đứng đó. Mấy người mà xuống đây là tôi nhảy thiệt đó. Em ơi, qua đây đứng. Trời ơi, tôi lại mấy người mà em ơi. Gần vũ được rồi, qua đây đứng đi. Vô đây. Em hãy nhớ lại đi, ba mẹ là người đẻ em ra mà đúng không? Ba mẹ là người nuôi dạy em mà đúng không? Nếu em chết như vậy,
ai sẽ là người đau đớn nhất? Đúng rồi, họ không có đau đớn gì hết á. Tôi phải cho họ biết không phải lúc nào tôi cũng phải thực hiện ước mơ của họ. Tôi còn có ước mơ riêng của tôi. Mấy người đi đi. Mấy người tránh ra. Mấy người để tôi chết đi. Mấy người đi đi. Bình tĩnh đã. Bình tĩnh. Đứng coi thôi, không ai can thiệp gì hết. Bình tĩnh em nghe chị nói nè. Bình tĩnh đi. Chị hiểu. Chị cũng đã từng trải qua như em. Ba chị luôn ép chị làm theo ý của ba chị. Chị buồn lắm. Chị đã nhiều lần muốn chết. Nhưng chị suy nghĩ lại rồi. Chị buông ra. Chị đừng có bước qua đây. Chị suy nghĩ lại rồi. Chị không thể nào bỏ ba chị được. Chị không bỏ ba chị được. Chị không bỏ ba chị được. Ba mẹ là người đẻ chị ra, nuôi dạy chị nên người. Dù ba mẹ chị có sai, cũng là ba mẹ của chị. Nếu một ngày chị chết đi rồi, chị sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Đúng đúng rồi đó, trong tất cả các tội á, cái tội bất hiếu là tội lớn lắm á. Con ơi, em nghe lời chị đi. Em còn ba mẹ mà. Hãy thương lấy ba mẹ của em đi. Vô. Kéo lên, kéo lên. Vậy là em sai rồi không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là em sai phải không chị? Con sai đó. Như vậy là bị bất hiếu. Con về con xin lỗi ba mẹ con đi. Xong. Xong rồi Vi ơi. Vi hay quá. Xong rồi. Ủa sao? Sao con khóc vậy Vi? Xong rồi, xong rồi. Cô bé được cứu rồi con. Sao vậy? Con còn muốn nhìn thấy ai đánh mất đi gia đình của họ. Xong rồi. Thôi nín. Hồi nãy con sợ không? Con sợ. Con sợ lắm chú ơi. Chú cũng sợ lắm, chú sợ mà chú nói sảng luôn á. Thôi xong rồi. Bé Vi giỏi quá. Bé Vi giỏi quá. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trông che. May mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.